Rồi, mình xin chào các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại các bạn kênh YouTube mình nè. Hôm nay các bạn mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu đồ chơi lô tô nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Thấy quen các bạn. Nếu các bạn về quê ăn Tết đó các bạn sẽ thấy thường chúng ta hay chơi cái đồ chơi này. Bingo, bingo có nghĩa là kinh kinh nha các bạn, có nghĩa là giống như biểu hiện của người chiến thắng nha các bạn. Và đây là mẫu đồ chơi lô tô, tổng cộng có 90 số nha các bạn. Nó tương tự như mẫu đồ chơi lô tô mà các bạn hay chơi vậy đó. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, mà người lớn các bạn thấy người thỉnh thoảng có thấy người lớn hay chơi các bạn thì nó cũng tương tự như thế các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, đồ chơi này nhưng mà khác ở chỗ các bạn là những cái mẫu đồ chơi lô tô mẫu ngoài các bạn thấy thì người ta sẽ bốc số ra từng con để chơi. Còn cái này thì các bạn sẽ sử dụng cách là quay lồng cầu nha các bạn. Quay lồng cầu giống như là quay xổ số nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ khui hộp ra mình xem bên trong nó có cái gì nha các bạn. Đó, đây là một đồ chơi nha các bạn. Đó, các bạn thấy có lồng cầu này. Coi gì nữa đây. Đây có cái bàn quay nè. Đó. Coi gì nữa không đây. Đây. Đây là lô tô là nó sẽ ra những con số nha các bạn. Cái ở trò chơi này các bạn nên là có đông người chơi nó sẽ vui nha các bạn. Đó, trong đây nó có từng cái số này. Mà thấy không, trong đây nó có sẽ có một cột tài để trên cái số và những dãy số khác nhau. Cái này các bạn có thể chơi theo hàng ngang hoặc là hàng dọc được cho các bạn, nhưng mà theo mình nghĩ ở dưới quê thì mình hay chơi các bạn thì sẽ chơi theo hàng ngang nha các bạn. Có nghĩa là khi các bạn quay số mà các bạn ví dụ như nó ra được số 6, số 27, số 3, số 56, số 59 thế này, có nghĩa là các bạn kinh là các bạn sẽ là người chiến thắng. Này các bạn sẽ là ai mà được 5 số trong một hàng như vậy trước là người đó sẽ người chiến thắng nha các bạn, là người đó sẽ có thể là nhận được một phần thưởng nào đó, ví dụ vậy nha các bạn. Đó, mình ví dụ vậy thôi nha các bạn. Đó, ok. Trong đây có rất nhiều miếng nha các bạn. Này có nhiều tấm nha các bạn, các số được sắp xếp thứ tự rất là nhiều với thứ tự luôn. Đây cho mình xem này. Đó, quá trời số luôn thấy không? Đó, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ khui từng cái ra để coi nó còn vận hành như thế nào nha các bạn. Cái mẫu này thì nó không có pin nha các bạn, cho nên là nó chỉ vận hành bằng tay thôi. Đấy, bằng tay thôi, không có pin nha các bạn. Đó, để coi có gì đây. Đó, đây là cái lồng cầu này. Còn ở đây là cái dùng đẩy cho nó ra số nha các bạn. Đó, để coi này lắp dây đúng không ta. Để mình lắp lại thử xem nha các bạn. Đó. Ừ đúng rồi, nó vậy các bạn ơi, chính xác nó như vậy rồi, không thể nào khác được đâu. Đó, nó chính xác là như vậy rồi, mình ráp cho khớp thôi. Nó mình ráp cái lồng cầu rồi nha các bạn. Để coi cái mình ráp như thế nào cho đúng đây. Sao nó bị rớt ra hết rồi, sao bị rớt ra rồi vậy? Đúng rồi mà ta, mình làm đúng rồi mà ta. À, gài vô các bạn ơi, gài vô từng nấc vô. Đó, đó, gài vô nha các bạn. Đó, rồi nó sẽ là cái lồng cầu như thế này nha các bạn. Rồi cái này là cái đầu để rơi số xuống rồi các bạn ơi. Cái này các bạn phải lắp như thế này mới đúng. Rồi vô khớp này. Đó, cái này tôi buộc vô khớp này. Cái này nhìn chung thì dùng để tháo ra tháo vô, dùng để các bạn bỏ số vô nha các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình bỏ số vô luôn đi. Nè, đây số nha các bạn. Tổng cộng có 90 viên nha các bạn. Quá trời nhiều luôn. Rồi rất tùm lum hết trơn các bạn ơi. Không ổn các bạn ơi, rất tùm lum hết trơn rồi. Các bạn đợi mình xíu nha. Để mình xíu nha. Để mình lượm lại cái nha các bạn. Đây thì mình xíu nha. Rồi, sau khi một thời gian mình đã nghiên cứu và mình đã hì hục mình làm, cuối cùng mình ráp cũng xong rồi nha các bạn. Đây, đây là cái bộ lô tô của chúng ta nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó đây là cái lồng cầu để quay nè các bạn. Nó quay nó sẽ ra số các bạn, khi số nó sẽ rớt theo cái đường trượt này xuống đây. Các bạn sẽ sắp theo thứ tự nha các bạn. Ở đây này có cái mặt sắp này, số này. Phải không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sẽ tới số 90 nha các bạn, thấy không? Tới số 90. Đấy, cái ra số nào thì bạn sắp theo số đó đều để tiện cho các bạn hồi các bạn dò khi mà có người đã chiến thắng nha các bạn. Khi người chiến thắng hay có tiện các bạn sẽ dễ dò hơn nha các bạn. Đó, mà đây. Đó đây, các bạn thấy chưa? Còn có 90 số. Đây, bây giờ mình sẽ thử mình chơi các bạn xem ha. Mình thử mình chơi cho các bạn xem, mình quay nha. Giờ mình có mình rồi cho nên mình tự mình quay mình chơi luôn nha các bạn. Đấy, các bạn thấy rồi, mình nhìn rõ không nha. Rồi, bây giờ mình quay giống như sổ số nha các bạn. Quay. Các bạn quay. Đó, các bạn cứ quay vậy đi. Đó, nó sẽ rớt số xuống này. Đó, để coi rớt số gì đây. Đây, số đầu tiên các bạn. Số đầu tiên là số 1 nha. Đấy, số 1 để đây. Đó, rồi những người chơi chúng ta sẽ làm dấu. Số 1 thì các bạn sẽ dính lên.
Đây, khi mà mình ví dụ mình chơi các bạn thì mình sẽ mỗi người có một tờ như thế này nha các bạn. Mỗi người sẽ có một tờ như thế này thì các bạn sẽ việc chích lên như thế này. Nó bẻ lên là nghĩa là vậy nè. Nó nghĩa là nó giống như thay vì các bạn phải dùng que tâm hay đá các bạn đánh dấu vô thì các bạn dẫn lên như thế này thôi, còn biết các bạn đã có số 1 trong một cái hàng này thôi. Ví dụ như khi đô vô đủ 5 số như thế này thì các bạn sẽ bingo, có nghĩa là các bạn sẽ kinh và các bạn là người chiến thắng nha các bạn. Đó, cứ vậy thôi nha các bạn. Đây là những thứ làm chúng ta nè, các bạn cứ dẫn lên vậy thôi. Đó, dẫn lên như thế này thôi. Đó nè, dẫn lên như thế này. Có nghĩa là cái số này đã xuất hiện là các bạn phải dẫn lên để làm dấu nha các bạn. Chứ nếu không là mình hồi mình sót, mình dò không sót, mình không dò là mình sẽ thua nha các bạn. Là người khác kinh trước mình sẽ thua nha. Rồi, bây giờ mình tạm thời mình sẽ chơi tên này trước. Đây số 1. Đây. Đó, số 1 thì mình cứ dẫn lên. Đó, dẫn lên làm dấu nha các bạn. Rồi. Số 1 nè. Rồi, quay tiếp mình tâm quay tiếp các bạn ơi. Qua tiếp nó, cái này nó hơi nhẹ các bạn giữ lại nha. Đó. Đó, sẽ không ra đây. Đó, ra đó. Đó, số tiếp theo số gì đây? Số tiếp theo là con số 8 các bạn ơi. Ủa, con số 80 các bạn ơi, mình lộn. Con số 80 các bạn ơi. Này, đó, con số 80 thì các bạn có thể cứ đặt vô ô thứ 80 thôi các bạn. Đâu rồi, cái này nó cứ chạy hoài các bạn ơi, bạn cảm mình nha. Đâu rồi, số 80 đâu rồi. Đây. Đây. Cuối cùng mình đã lập được cái số 80 nha các bạn. Đây, số 80. Thì mình sẽ đặt vô cái ô số 80 đây đây nha các bạn. Nó tương tự cái người chơi nếu dò trong cái tờ của mình, mỗi người chỉ có một cái tờ như đây, nó có ba hàng vậy thôi nha các bạn. Nó cứ dò trong ba hàng vậy thôi. Đấy, rồi mình sẽ quay tiếp. Đó, này hơi lạ các bạn ơi, mình quay hơi lộn cộng nha, các bạn thông cảm cho mình nha. Đó, vô số rồi đó. Có số gì đây? Đó, số này số gì đây? Đây là con số 6 số 9 đây ta. À, này không có chấm, chắc còn mình nghĩ là con số 6 nha các bạn. Đó, con số 6 đi. À, con số 6 đi. Thì hồi số còn lại sẽ là số 9 nha các bạn. Đó, số 6, à, mình sẽ đặt chỗ số 6 thôi. Đó, tiếp theo đây là số gì đây? Đó, số gì đây? Số gì đây? Đó, đây số gì đây? Để nó không chạy xuống đây được các bạn ơi. Đây, số 25. Đúng chất là đồ chơi trẻ em các bạn ơi. Đó, số 25 thì các bạn cứ đặt vô số 25 thôi nha các bạn. Đây, số 25 làm đây. Đó, cứ đặt như vậy thôi. Cứ ai mà đủ số như thế này thì các bạn cứ đưa tờ giấy này ra, các bạn sẽ dò trực tiếp bên đây coi cái người đó có đủ tất cả cái số trên hàng của người ta kinh hay không. Nếu có thì mình là nghĩa là người ta đúng, còn không có là nghĩa người ta chơi bịp nha các bạn. Và tiếp nào. Đó. Đấy, coi gì đây. Đó, đây có một số nữa này. Đây, đây có một số số mấy đây? Số 20 nha các bạn. Đây, số 20 nha. Đó, mình thấy 20 thì mình bỏ số 20 thôi. Đó, tiếp theo đây. Cái số gì tới số 99 như vậy. Đây, không phải số 99 nha các bạn, nó là số 66 nha các bạn. Do là mình tối đa chỉ có 90 số thôi, cho nên là cái này chắc chắn là số 66 nha các bạn. Rồi, số 6 bỏ số 66. Vậy thôi, đó, các bạn cứ chơi tương tự như thế. Đó, thấy không? Đó, này nó ra tiếp này, số mấy đây. Số 89 nha các bạn. Này, số 89 nha. 89 này để đây. Rồi, 90, 89, đây. Đó, các bạn cứ chơi tương tự như thế này thôi. Khi nào mà có tìm được người chiến thắng là thì thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đó, mình thấy mình quay số thôi, mình không có dò nha các bạn. Này, số 46 nha. Đó, thấy chưa? Cứ bỏ 46. Rồi, cứ có người hồi, có người bingo, có người kinh thì các bạn cứ lấy dò ở trên đây. Đó, thấy không? Thấy tương tự dò. Rất là dễ nhìn nha các bạn. Mỗi ô là tương ứng một số này. Rất là dễ nhìn nha. Rồi, ok. Khi các bạn chơi xong dán, ví dụ xong dán có người kinh thì các bạn bỏ vô đây. Nó sẽ cái số nó sẽ to trong ngược lại trong lòng cầu nha các bạn. Nè, cho vô ngược vô. Cho ngược vô. Cho ngược vô. Đó, vậy nha các bạn. Đó, đó là cách để mình reset trò chơi, là chơi lại từ đầu nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, vậy thôi. Rồi. À, video của mình chắc cũng lẽ tới thôi nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video cho mình nha. Rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau nha.